quá trời ổi luôn. Nhưng mà mùa này là mùa nào mùa này chưa có mưa cho nên là ổi nó hơi bị đèo đẹt mà nó hơi bị khô, nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Đang tìm mấy cái trái nào nó vàng vàng như vậy nè là chín rồi á. Cái này là biển này nè, nó là bãi nghêu. Bãi nghêu đó là những cái chòi canh nghêu của người dân. Thì bãi biển này nó rất là dài, mình có thể đi ra mấy cây số mà nó vẫn ở tới đùa gói thôi. Và hiện giờ là nước biển đang lên, sáng phải dậy 5 giờ sáng chạy ra đây để qua bên này chờ. Để canh mặt trời lên biển ấy, mặt trời mọc ở đây nha, nó hơi lạ lạ hơn so với mặt trời mọc của những vùng biển mà mình đi, có vẻ nó bình yên hơn mà cũng có gì đó nó buồn buồn là không người, tại vì chắc không có người ta. Mà biển thì lại màu đen chứ không phải là biển màu vàng hay biển màu trắng. Biển này gọi là biển phù sa. Phù sa nó mới nuôi được nghêu sổ bến, không có phù sa rồi. Bây giờ phù sa thức ăn nhiều. Thế nhờ có một em dân địa phương dẫn đi. Mới không rồi. Mới biết là điểm này chứ. Chỗ này là chỗ tập trung của dân chụp hình ở Sài Gòn về. Rất cảm ơn Mạch Tỳ Phong. Cây cô đơn. Cây cô đơn huyền thoại.
chở ngược ra ngoài luôn. À, đang đứng ở cầu tàu biển Tân Thành, Gò Công Đông. Thì cái cầu tàu này nó cũng dài bao nhiêu km anh? Dữ rồi. À, chừng 200 mét đi. 200 mét hả? Hơn á, hơn 200 mét á. Cầu tàu ra đây đứng thì cũng rất là hay hay. Mọi người mình đến đây tham quan thì chúng tôi đi ra cầu tàu. Gió, nhìn trời trăng mây nước. Bạn có thể lên Google Earth để sạch thấy cầu tàu phía trên. Và mình đang ngồi đây, hiện nay mình đang ngồi với lại Tiền Phong, với lại người coi phim là nhạc sĩ Phạm Tùng. Hy vọng sau chuyến đi này anh sẽ sáng tác một bài nào đó về biển Tân Thành. Biển Tân Thành, đúng Gò Công Đông. Một điều rất là quan trọng là cá chưa chết nha các bạn. Cá chưa chết. Điều đó là quan trọng nhất. Nghiêu vẫn nhiều. Phía xa là một trong chín cửa sông, những chòi nuôi nghiêu của dân địa phương. Người ta sẽ lên ngủ qua đêm để canh cái ruộng nghiêu của mình. Nhưng mà lên đó canh là canh sao em, ví dụ ngủ thôi, đốt đèn trong lên là lên. Nhưng mà cái bản nghiêu của mình là canh là không cho người ta là bắt đánh bắt hay là canh lên canh không cho. À, cho người ta cào, người ta ăn. Không cho ăn trộm. Thank you.
xã Gò, của huyện Gò Công Đông. Thì đây là một người bạn rất là dễ thương, FA. Bạn là dân địa phương cho nên là hôm nay mình có một cái dịp được về đây chiêm ngưỡng cái đình với lại những cái xứ sở quê hương, cái biển Tân Thạnh. Thì bạn này sẽ giới thiệu mình biết là đình này nó xuất xứ như thế nào, nó có nguồn gốc hơi nhiều. À, đình này là đình kêu là đình Gò Táo, có thể là gọi là đình Tân Đông, thuộc ấp Gò Táo, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông. Đình này thì ở theo cái văn hóa của miền Nam, Nam Bộ thì mỗi vùng thì có thờ đình chùa miếu này, thì nếu mà tính về tuổi thì chắc cũng là đã trên 100 năm rồi. Thì cái đình này trải qua cũng nhiều cơn bão, mà ngày xưa ở phía Gò Công rất nhiều bão. Bao quanh cái đình, giữ cái đình này lại, giữ bao quanh cái tường quay không cho bị sập, à, còn giữ được tới bây giờ tất cả những cột gỗ đều hết hoàn toàn. Nên đây là một điều đặc biệt của cái ngôi đình này, chắc cũng cả nước cũng hiếm thôi. Nhưng mà khuyến cáo là những ngày giông gió không nên không nên ở phía trong, thì ngói nên sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào rớt xuống nát hết, nát dụng hết. Rồi, cảm ơn bạn.